Nông nghiệp công nghệ cao được xem là một hướng đi cần thiết và tất yếu tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nhưng thực tế nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều điểm nghẽn. Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Từ Minh Thiện, Phó trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào ông ạ, cảm ơn ông đã nhận lời đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, thì định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang được diễn ra như thế nào ạ? Cái việc ứng dụng nông nghiệp nghệ cao thành phố trong thời gian vừa qua thì được nhiều nơi và một số doanh nghiệp họ đầu tư vào vấn đề này. Tuy nhiên cái điều kiện khó của thành phố là cái chỗ cái diện tích nó khó, không có thể phát triển nó nhiều được. Vì vậy cái điều quan trọng của đây của thành phố là phải liên kết với các địa phương khác để tạo vùng nguyên liệu và ứng dụng công nghệ cao. Ở đây là ứng dụng công nghệ cao cho cả một chuỗi sản phẩm. Vì vậy nên cái vấn đề mà cái liên kết chuỗi được đặt ra song song với cái vấn đề ứng dụng cái nông nghiệp công nghệ cao, và đó là định hướng phát triển chung của thành phố, tập trung về giống, dịch vụ và theo cái chuỗi cung ứng sản phẩm. Vâng, thưa ông, thì nông nghiệp công nghệ cao được xem là một trong những cái định hướng cần thiết và tất yếu trong cái thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Vậy thì cái việc mà đầu tư vốn vào nông nghiệp công nghệ cao hiện đã cân xứng hay chưa ạ? Thực sự cái tỷ trọng của GRDP trong của ngành nông nghiệp chiếm trong cái GRDP của thành phố chỉ chiếm 0,85%, một con số rất là nhỏ. Và ngay cả cái thu hút mà đầu tư nước ngoài vào trong cái lĩnh vực nông nghiệp của thành phố nó chỉ chiếm 0,88% của cái đầu tư nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Con số rất nhỏ cho thấy cái tính hấp dẫn của cái nông nghiệp chưa phải là cái vấn đề mà đang được các nhà đầu tư quan tâm. Cái nguồn vốn chủ yếu của trong nông nghiệp hiện nay của thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp cao đến từ hai nguồn. Một là cái nguồn của nhà nước, đó là hỗ trợ thông qua những cái chương trình chính sách, và nguồn thứ hai là từ những cái doanh nghiệp, là những cái doanh nghiệp mà họ có tiềm lực về kinh tế. Chứ còn những cái nguồn liên quan đến những cái hộ sản xuất ở trong cái tiềm lực trong những người dân cụ thể thì hiện nay nó còn kém lắm. Ngay cả ông ngân hàng hiện nay muốn tài trợ vốn cho nông nghiệp thì họ cũng ngại, và họ chỉ tài trợ hai cái lĩnh vực. Một là hợp đồng theo cái gọi là contract farming á, là tức là cái hợp đồng theo cái trang trại. Họ có những hợp đồng mà họ cảm thấy họ yên tâm hơn. Cái thứ hai là những cái hợp tác xã, họ cho vay hợp tác xã và cho hợp đồng cho những cái trang trại mà họ có cái hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm là họ yên tâm. Chứ còn những mới nhiều quy mô quá nhỏ của người nông dân và số lượng lớn như vậy thì các ngân hàng cũng không có thích lắm cho vay. Vâng, theo như chia sẻ của ông vừa rồi thì cái việc mà đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa cân xứng. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ những cái khó khăn để mà tiếp cận được nguồn vốn của lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hiện nay ạ? Tôi nghĩ là cái vấn đề mà thu hút vốn trong lĩnh vực nông nghiệp nghệ cao là vấn đề liên quan đến cái vấn đề cơ chế tài chính. Cái vấn đề tín dụng thì hiện nay nó còn nhiều cái vướng mắc. Cái đặc điểm của nông nghiệp nghệ cao nó có thêm những máy móc thiết bị của nó mang tính đặc thù chứ lắm. Cái tính thanh khoản rất là thấp. Những cái cơ sở vật chất xây dựng lên trên đó thì cái giá trị nó không được tính. Cái giá trị của đất là không phải là cái tài sản để thế chấp tốt. Đó là những hạn chế rất lớn do cái vấn đề mà cung cấp cái tín dụng nông nghiệp nó bị chững lại. Hiện nay thật sự trong nông nghiệp nó có thiếu một số cái dịch vụ rất quan trọng trong cái tài chính mà nó ảnh hưởng đến cái việc đầu tư trong nông nghiệp. Đó là thứ nhất là bảo hiểm nông nghiệp. Hầu như là chúng ta không có bảo hiểm nông nghiệp. Vì vậy khi người ta đầu tư vào nông nghiệp, người ta không biết là khi giả sử họ có bị thất bại thì nó có cái gì để bù đắp lại hay không. Cái lĩnh vực cho thuê tài chính ở trong đó cũng thiếu. Cái lĩnh vực cho thuê tài chính nó nhằm để cho làm những cái hộ quy mô nhỏ đó, hoặc không phải đầu tư chi phí ban đầu nó cao, mà họ có thể họ thuê những thiết bị, những máy móc vân vân, hoặc là những hộ liên kết lại với nhau, họ tận dụng được cái lợi thế trong cái việc mà cái dịch vụ mà cho thuê tài chính. Còn ngoài ra rất nhiều những dịch vụ khác mà chúng ta còn thiếu trong lĩnh vực nông nghiệp, và chính những cái thiếu đó nó làm cho người ta không yên tâm lắm khi đầu tư vào trong nông nghiệp nghệ cao. Và ngay cả cái vấn đề mà chúng ta đem cái nguồn vốn từ nước ngoài về để đầu tư nông nghiệp cũng không phải cái cơ chế nào để giải ngân dễ dàng. Trong nông nghiệp thì hiện nay cái khởi nghiệp trong nông nghiệp nghệ cao nó cũng nhiều đó, và những doanh nghiệp nhỏ đó, nhưng mà cái vấn đề cách tiếp cận cái nguồn vốn, cái cách để mà thu hút để cái nguồn mà đầu tư thì chúng ta hiện nay vẫn còn khá ít, và cái kỹ năng của những doanh nghiệp đó để thu hút được cái nguồn đó về nó cũng rất là hạn chế. Rất cảm ơn ông về những ý kiến chia sẻ vừa rồi ạ.